Điểm báo. Nước Mỹ tiếp tục bị chia rẽ vì các cuộc biểu tình sôi sục chống bạo lực cảnh sát từ sau vụ người đàn ông Mỹ da đen George Floyd ở Minneapolis bị đè chết dưới đầu gối của cảnh sát. Lần đầu tiên từ 30 năm qua, người Hồng Kông không được tổ chức tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn vì dịch COVID-19. Đó là hai chủ đề quốc tế chính được hầu hết các báo Pháp ra hôm nay quan tâm nhiều. Trước hết đến với Hồng Kông, vùng đất thuộc địa cũ của Anh, nay là đặc khu hành chính của Trung Quốc. Nhật báo Libération ghi nhận về mặt chính thức kỷ niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn sẽ không diễn ra ngày hôm nay tại vùng đất thuộc địa cũ của Anh là vì dịch virus corona, nhưng giới đấu tranh dân chủ Hồng Kông đều nhận thấy ở đây một bằng chứng cho thấy chế độ Bắc Kinh đang siết chặt các quyền tự do của đặc khu, nhất là trong bối cảnh Bắc Kinh vừa thông qua luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông với mục tiêu chính là giới đấu tranh đòi dân chủ. Quyền tự trị của vùng đất mang quy chế đặc khu hành chính này đang ngày thêm co hẹp dần. Như vậy là lần đầu tiên trong 30 năm qua, hoạt động thắp nến trong công viên Victoria ở trung tâm thành phố để tưởng niệm hàng nghìn người chết dưới làn đạn của quân đội Trung Quốc đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 tháng 6 năm 1989 trên quảng trường Tiananmen ở Bắc Kinh sẽ không diễn ra. Cuộc tưởng niệm hàng năm này vẫn được coi như là phong vũ biểu đo tình hình chính trị ở đây. Nỗi lo Bắc Kinh trấn áp các quyền tự trị của Hồng Kông càng lớn thì cuộc huy động của người dân vào dịp này càng đông đảo. Từ năm 2007 đến nay, hoạt động này vẫn tập hợp hơn 100.000 người tham dự, chính nhờ quy chế đặc biệt trên lý thuyết còn kéo dài đến năm 2047 mà người Hồng Kông vẫn có thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm vụ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh như vậy. Libération nhận thấy 31 năm sau sự kiện ở Bắc Kinh, những người đã chứng kiến từng kinh sợ trước cuộc thảm sát giờ đang lo sợ mình cũng phải chịu số phận tương tự nhưng theo cách ngấm ngầm không đổ máu. Nhân sự kiện này, trả lời phỏng vấn Libération, nhà nghiên cứu Trung Quốc Jean-Philippe Béja thuộc Viện Khoa học Pháp nhận định việc cấm các hoạt động kỷ niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn tiếp theo sau luật an ninh quốc gia là một đe dọa mới cho quyền tự trị của Hồng Kông. Nhưng lý do tại sao Bắc Kinh lại mạnh tay can thiệp vào các quyền tự do Hồng Kông lúc này? Chuyên gia Jean-Philippe Béja phân tích trước hết là do quan hệ với Hoa Kỳ đang cực kỳ căng thẳng, tiếp đó là thế giới đang tập trung vào đối phó với đại dịch virus corona. Sau cùng, Bắc Kinh không còn tin cậy vào những người ủng hộ mình ở Hồng Kông, nhất là trưởng đặc khu hành chính bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Thêm vào đó, chế độ Bắc Kinh lo sợ các cuộc biểu tình tưởng niệm như năm trước lại tái diễn và họ cần thấy phải ngăn chặn ngay. Rồi đến cuộc bầu cử lập pháp Hồng Kông vào ngày 6 tháng 9 tới đây có nguy cơ phe thân Bắc Kinh sẽ thất bại thê thảm. Luật an ninh mới sẽ góp phần ngăn chặn các lực lượng dân chủ tham gia tuyển cử Hồng Kông. Tóm lại, theo chuyên gia Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc làm những gì họ muốn với luật vì chính họ là người viết ra luật. Tuy nhiên, phong trào đấu tranh đòi dân chủ của người dân Hồng Kông cũng phần nào được an ủi bởi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và nhất là của Mỹ và Anh Quốc. Nhật báo Lysico cho biết London dọa Bắc Kinh sẽ tạo điều kiện đón nhận người Hồng Kông. Hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ mở rộng cửa đón người dân Hồng Kông nếu Trung Quốc vẫn quyết giữ luật an ninh quốc gia. Lãnh đạo chính phủ Anh cảnh báo sẽ cho sửa đổi luật di trú, cho phép người Hồng Kông được quyền mang hộ chiếu hải ngoại Anh Quốc. Như vậy, họ có quyền đến Anh không cần visa trong vòng 12 tháng thay vì 6 tháng như hiện nay và được cấp phép làm việc. Thủ tướng Anh ước tính có 350.000 kiều dân Hồng Kông đang có hộ chiếu này và 2,5 triệu người trên tổng số 7 triệu dân ở vùng đất thuộc địa cũ của Anh có thể được cấp hộ chiếu hải ngoại trên. Đây không phải là lần đầu tiên Anh đe dọa Trung Quốc trên vấn đề tự trị của Hồng Kông, nhưng đích thân Thủ tướng Anh lên tiếng thì quả là một sức ép nặng đối với Bắc Kinh. Tất nhiên, Trung Quốc phản công, coi đó là hành động can thiệp vào công việc nội bộ và khẳng định Hồng Kông đã được trả lại cho Trung Quốc. Theo Lysico, dù khả năng làm Bắc Kinh phải chùn bước là rất ít, nhưng ông Boris Johnson biết là ông có thể lấy lòng được đảng bảo thủ Anh, đang ngày càng tỏ thái độ chống Trung Quốc ra mặt. Chuyển sang thời sự nóng, đang làm náo động nước Mỹ, vụ George Floyd, các tờ báo Pháp đặt Tổng thống Trump vào trung tâm của sự kiện. Nhật báo Lysico cho biết London dọa Bắc Kinh sẽ tạo điều kiện đón nhận người Hồng Kông. Hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ mở rộng cửa đón người dân Hồng Kông nếu Trung Quốc vẫn quyết giữ luật an ninh quốc gia. Lãnh đạo chính phủ Anh cảnh báo sẽ cho sửa đổi luật di trú, cho phép người Hồng Kông được quyền mang hộ chiếu hải ngoại Anh Quốc.
Như vậy, họ có quyền đến Anh không cần visa trong vòng 12 tháng thay vì 6 tháng như hiện nay và được cấp phép làm việc. Thủ tướng Anh ước tính có 350.000 kiều dân Hồng Kông đang có hộ chiếu này và 2,5 triệu người trên tổng số 7 triệu dân ở vùng đất thuộc địa cũ của Anh có thể được cấp hộ chiếu hải ngoại trên. Đây không phải là lần đầu tiên Anh đe dọa Trung Quốc trên vấn đề tự trị của Hồng Kông, nhưng đích thân Thủ tướng Anh lên tiếng thì quả là một sức ép nặng đối với Bắc Kinh. Tất nhiên, Trung Quốc phản công, coi đó là hành động can thiệp vào công việc nội bộ và khẳng định Hồng Kông đã được trả lại cho Trung Quốc. Theo Lê Diê Cô, dù khả năng làm Bắc Kinh phải chùn bước là rất ít, nhưng ông Boris Johnson biết là ông có thể lấy lòng được đảng bảo thủ Anh, đang ngày càng tỏ thái độ chống Trung Quốc ra mặt. Trong dòng sự kiện đang diễn ra tại Hoa Kỳ, nhật báo Libération nhìn rộng ra hơn vấn đề liên quan đến nước Pháp với hàng tựa lớn trên trang nhất: Bạo lực cảnh sát 2 chấm, tình trạng khẩn cấp khác. Libération cho biết 10 ngày sau cái chết của George Floyd tại Mỹ trong một vụ bắt giữ của cảnh sát Minneapolis đã xuất hiện tại Pháp nhiều cuộc biểu tình lên án bạo lực cảnh sát và bày tỏ phẫn nộ với tình trạng bất công. Tại Paris, Marseille, Lyon hay Lille, bất chấp lệnh cấm tụ tập trên 10 người vì dịch bệnh và nước Pháp vẫn trong tình trạng y tế khẩn cấp, hàng nghìn người vẫn tập hợp để gợi lại những phẫn nộ xung quanh một vụ việc được cho là đã xảy ra tương tự ở Pháp từ năm 2016 liên quan đến cái chết của một thiếu niên có tên Traoré Adama trong một vụ truy bắt tội phạm của cảnh sát ở ngoại ô Paris. Vụ án đã khép lại, kết luận điều tra của tư pháp bị cho là bất công. Một phong trào mới đấu tranh chống tệ kỳ thị chủng tộc và bạo lực cảnh sát đang hình thành sau sự kiện diễn ra ở Mỹ. Xã luận tờ báo bình luận không so sánh sơ sài giữa Pháp và Mỹ, nhưng các cuộc biểu tình phản kháng ở Pháp hôm 2 tháng 6 vừa rồi là hoàn toàn chính đáng. Bên cạnh đó, tờ báo cũng ghi nhận các cuộc biểu tình như vậy đang làm phân hóa chính trị thêm sâu sắc tại nước Pháp, nơi mà các vấn đề chủng tộc, tôn giáo luôn là chuyện hết sức nhạy cảm với chính quyền.